Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 79, theo dõi. Sau khi nghe xong, Hạ Thiệu Đình cực kỳ hoảng. Nàng ấy đã đi trước rồi sao? Không đợi Trường Phong trả lời, hắn đã gọi Phạm Quảng và Tào Thăng mang theo đội nhân mã đi thẳng tới cổng thành phía đông. Kể từ ngày trường phong phụng mệnh đường quân giao bố trí người quang mồi như chiết liễu, hôm nào hắn cũng cải trang thành đủ loại nhân vật canh giữ bên ngoài phủ dự vương, chỉ lo bỏ lỡ động thái của chiết liễu. Chưa đầy nửa tháng, hắn cuối cũng cũng đợi được đến ngày chiết liễu ra ngoài. Hắn không nói hai lời trực tiếp đi theo, cẩn thận theo sát đối phương băng qua những con phố mõ hẻm, quẹo đông rẽ tây gần nửa canh giờ, hắn thấy những nơi đi qua càng đi càng hẻo lánh chừng non nửa giờ sau, hắn đi theo đối phương đến một ngọn núi hoang vu. Vừa đến đó, hắn đã thấy chết liễu đến trước một môi mộ, nàng ta ngồi xổm xuống, lấy các loại nhang đèn tiền trong làn da và thắp. Hắn thầm nghĩ. Hóa ra là đến viếng mộ, nhưng không biết nàng ta đang cúng bái người nào. Người nọ có quan hệ gì với nàng ta? Sợ kinh động đối phương, hắn cố ý tìm một chỗ khuất để ẩn mình. Chưa đến nửa khắc, hắn thấy chiết liễu đứng dậy, nhấc chiếc làn trống không rồi lên đường quay về phù. Hắn lưỡng lự một lát, rồi bước nhanh đến trước ngôi mộ, quan sát nó tỉ mỉ một vòng, vừa định đọc dòng chữ khắc trên bia mộ thì chợt thấy bùn đất dưới tấm bia dường như đã bị động vào. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống đào bùn lên, đào lấy đào để, chẳng mấy chốc món tay đã chạm đến một vật cứng như ống trúc, hắn vội đào nó lên, đập vào mắt thật sự là một ống trúc to như ngón tay cái, dài sấp xỉ ngón tay giữa của hắn. Hắn mở ống trúc ra thì thấy bên trong nhét một tờ giấy nhỏ, vừa lấy ra nhìn đã trông thấy bên trên viết ba chữ. Hứa không, phà, hứa, thấy vậy hắn lấy làm khó hiểu, đành vội vàng cất nó đi và trôn xuống về chỗ cũ. Mặc dù đường quân giao bịa ra một câu chuyện thật giả lẫn lộn để dẫn dắt chiết liễu, song nàng cũng hiểu rõ tuy rằng mồi nhử đã được quang ra, nhưng không chắc khi nào bên kia sẽ cắn câu. Cho đến lúc này, khi nàng nhìn thấy Trường Phong quay về phụng mệnh với vẻ mặt hổ thẹn, hắn nói hôm nay mình vốn có cơ hội tra ra trốn rừng chân của Dư Nghiệt, nhưng lại vì nhất thời lơ là nên đã để đối phương chạy mất dưới tầm mắt của mình. Đường quân giao hỏi kỹ càng. Trường Phong kể lại chuyện hôm nay mình đã nhìn thấy chết liễu chôn một tờ giấy, hứa không phải hứa, xuống cạnh tấm bia, chừng một canh giờ sau có một nam tử trung niên vờ đến viếng mộ để lấy tờ giấy đi hắn đi theo nam tử kia vào thành đối phương cố tình lách qua những ngã rẽ khúc ngoặt đông người trường phong không cẩn thận đã để bóng dáng của đối phương biến mất trong đám người không thể tìm lại được đường quân giao đương nhiên vô cùng thất vọng vì không thể lần ra nơi dừng chân của phương nghi nhưng nàng không nói gì nhiều cũng không trách hắn đã sơ suất lơ là thế nhưng dù nàng không trách thì Trường Phong vẫn trách bản thân mình, hắn âm thầm thề rằng vô luận thế nào cũng nhất định phải tìm được tâm tích của đối phương. Đường quân giao không biết suy nghĩ của hắn, nàng đang mải nghĩ về ba chữ, hứa không, phải, hứa. Hứa không, phải, hứa, hứa đầu tiên chắc là chỉ hứa đinh nhược trong phủ dự vương. Còn về hứa thứ hai, nó đang chỉ hứa đinh huyền hay nữ nhi nhà họ hứa nhỉ. Dù thế nào đi nữa, triết liễu có thể ý thức được tầm quan trọng của từ, hứa, này, có thể thấy nàng ta phải là người mà Phương Nghi có thể tin tưởng được. Ban đầu nàng không nghĩ rằng triết liễu sẽ dùng cách này để mật báo tin tức, chỉ tiếc là lần này không bắt được người nên lần sau phải nghĩ cách khác. May mà địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, không lo không có cách rủ bọn họ ra. Nửa tháng sau, khi nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách mới thì trường thuận đã vội vàng sai thị vệ quay về bẩm báo, nói rằng chiết liễu đột nhiên xin nghỉ phép. Sau khi rời khỏi phủ dự vương nàng ta đi tới một tiệm tạp hóa để tụ hợp với nam tử đến lấy tờ giấy ngày hôm đó rồi cả hai lén lút ra khỏi thành. Đường quân giao sừng sốt rồi lại vui mừng khôn xiết. Trước tiên, nàng nhanh chóng sai trường phong đến phủ trung dũng tướng quân báo cho Hà Thiệu Đình biết việc này, còn nàng thì cải trang thành nam tử và mang theo cây roi mà năm đó thiên hy đế đã ban tặng cho nàng sau một hồi suy nghĩ, sau đó mới mang theo hồ vệ của đường tùng niên phái đến cho nàng đi ra ngoài. Nào ngờ nàng còn chưa kịp chuồn ra ngoài đã gặp phải đường Hoài Châu vừa đi thăm bạn về. Vừa thấy nàng ăn mặc như vậy đường Hoài Châu đã nhến mày. Muội nghe thì càng phóng túng rồi đấy nhé. Cách dăm ba bữa lại đến đó một lần, đâu có cô nương chưa xuất giá nào vội vàng gặp mặt người ta như thế. Không được, ta phải đi với muội. Nếu chỉ đến gặp Hạ Thiệu Đình thì không sao, nhưng lần này lại có chuyện quan trọng nên đường quân giao không tiện mang hắn cùng đi nhưng đường hoài châu lại là một người kiên trì hiếm có nàng bất lực xong cũng đang vội vàng ra ngoài vì thế đành phải đồng ý thấy xe ngựa chạy ra khỏi thành đường hoài châu mới giác mổ té ra muội muội nhà mình không đi gặp hạ thiệu đình mà thật sự có chuyện quan trọng cần làm nhưng vì sao lúc nãy con bé không nói rõ nhưng bây giờ hắn cũng không tiện hỏi tường tận chỉ đành cưỡi ngựa đi theo nàng còn hạ thiệu đình sau khi nhận được tin từ trường phong hắn không nói hai lời đích thân đưa người đuổi theo ra khỏi cổng thành phía đông lại xuôi theo sông hộ thành đuổi được một đoạn đường dài mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn vô cùng sốt ruột nhà đầu to gan lớn mật ấy sẽ không một mình đuổi theo bọn chúng chứ nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây vừa nghĩ đến khả năng này tay đang cầm dây cương của hắn không khỏi run lên, thúc ngựa bay nhanh như tên bắn. Khi đến gần chỗ hẹn hắn mới từ từ ghìm cương, giảm tốc độ. Hắn ngồi trên tuấn mã, quét ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng trông thấy bóng dáng đường quân giao đâu. Rừng cây im ắng, chỉ khi cành lá đong đưa đón gió mới phát ra những tiếng xì xào, xen lẫn tiếng chim chóc và côn trùng hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy những cây đại thụ vững chãi cành lá sum xuê, đâu có nửa bóng người. Hạ thiệu đình không yên tâm, nhưng hắn cũng không dám gọi to vì giờ hắn vẫn chưa biết trong rừng có kẻ địch hay không, thế nên hắn chỉ đành lệnh cho thị vệ tản ra bốn phía tìm kiếm tung tích của người nhà họ đường. Người nói xem, có khi nào cô nương rơi vào tay kẻ địch rồi không? Tìm gần nửa canh giờ mà vẫn không thấy người đâu, Phạm Quảng lo lắng hỏi Tào Thăng tào thằng nào dám nói bừa, chỉ tạm thời không tìm được người mà tướng quân đã nôn nóng như vậy rồi. Nếu cô nương kia thật sự gặp chuyện bất chắc, không biết tướng quân sẽ ra sao đây? Đừng nói nữa, mau tìm người đi. Hắn khẽ trách, bỗng nhiên hắn nhớ đến lần gặp đám dư nghiệt tiền triều ở ngoài thành trước đây. Lần đó đường quân giao chuồn nhanh hơn bất cứ ai, khóe môi hắn bất giác cong lên. Đường cô nương lanh lợi lắm, cũng rất quý trọng mạng sống. Thế nên cô nương ấy sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm đâu." Tuy rằng Phạm Quảng không biết vì sao hắn ta lại chắc chắn như vậy, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy tiểu yêu nữ kia, nhưng cũng hy vọng cô ta có thể bình an, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Dẫu sao, chỉ khi ở trước mặt tiểu yêu nữ thì tướng quân nhà hắn mới năng cười một chút. Còn Đường Hoài Châu chỉ vì nhất thời nông nổi đòi đi theo muội muội mà suốt dọc đường hắn ta phải ôm một bụng nghi ngờ muội muội chẳng những không đi gặp người mà hình như còn đi theo dõi người ta cuối cùng hắn nhân cơ hội bỏ xe xuống đi bộ mà kéo đường quân giao lại khẽ hỏi muội nói thật cho ta muội rốt cuộc đang theo dõi ai tại sao lại theo dõi bọn họ muội kết thù kết oán gì với bọn chúng đường quân giao trả lời qua loa bây giờ muội không có cách nào nói kỹ với huynh đợi về rồi nói nghĩ một lát nàng lại nhắc nhở dù sao huynh cũng phải nhớ kỹ đừng để bọn họ phát hiện ra nếu không khó giữ nổi mạng đường hoài châu giật nảy người còn liên quan đến cả mạng sống nữ á rốt cuộc muội đã kết thù oán gì với bọn họ thế nhưng đường quân giao đã không còn thời gian để ý đến hắn nữa mắt nàng nhìn thẳng vào phương nghi cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa toàn thân đột nhiên căng thẳng, nắm tay siết thật chặt, trong mắt dần dần lộ ra nỗi oán hận khắc cốt ghi tâm. Chính là người này, người đã hủy hoại đời trước của nàng, cũng lừa dối nàng cả một đời, làm cho nàng và máu mủ ruột thịt tàn sát lẫn nhau. Bà ta không phải là tạc nhân mà quan phủ hạ lệnh truy náy thời gian trước sao? Chẳng lẽ muội? Ấy... Lúc này, đường Hoài Châu đã nhận ra đối phương nên cảm thấy hết sức ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy vẻ oán hận và sát ý ngập tràn trong mắt muội muội của mình hắn bỗng sững ra bảo nha kết thù kết oán với người này khi nào vậy hắn trầm mặc một lúc rồi từ từ vươn tay ra nhẹ nhàng bao lấy nắm tay vẫn luôn siết chặt của nàng dịu giọng nói bảo nha muội phải luôn nhớ rằng muội là báu vật trong lòng bàn tay của cha nương và huynh trưởng đừng để lòng thù hận chiếm mất trái tim muội Mọi việc đều có cha và ca ca thay muội gánh vác. Cơ thể Đường Quân giao cứng đờ, vô thức nghiêng mặt đi, một lát sau, nàng quay lại đối diện với hắn bằng khuôn mặt tươi cười ấm áp. Người trước mắt này có mặt mày như hỏa, ôn nhuận như ngọc, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một chàng công tử xuất chúng tốt đẹp như đời trước. Nếu so với vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn, thực chất lạnh lùng xa cách của hắn đời trước, thì hắn của đời này lại làm người ta thấy được cảm giác ấm áp, ngay cả ấn đường cũng thư thái dịu dàng hơn rất nhiều. Đời trước hắn không ít lần tính kế nàng, đương nhiên, nàng cũng không chút khách khí mà đáp trả lại. Đời này bọn họ cũng không ít lần hãm hại, chửi bới lẫn nhau, cãi nhau ầm ĩ rồi lại cười hi hi ha ha cứ thế mà cùng nhau trưởng thành, hắn cũng là người thân thiết nhất của nàng. Bất giác, bỗng nhiên nàng cảm thấy mũi mình cay cay tầm mắt có chút mờ mịt vì vậy vội vàng cúi đầu xuống để che đi sau khi nhận được tờ giấy của Triết liễu lúc đầu phương nghi cảm thấy khó hiểu nhưng sau khi nghĩ kỹ lại bà ta lập tức cảm thấy vô cùng hoảng sợ hứa đinh nhược hiện tại không phải là cô nương nhà họ hứa ư nếu nàng ta thật sự không phải là cô nương nhà họ hứa thì quê quán ngày sinh tháng đẻ cũng là giả vậy chẳng phải bà đã lãng phí tâm tư hơn mười mấy năm cho nàng ta sao? thậm chí bà còn vì nàng ta mà tổn thất biết bao nhân thù. bà ta vừa cuống vừa tức, cổ họng bỗng nhiên trào lên một vị tanh ngọt, ngay sau đó liền hộp một cái phun máu ra. chủ tử. đám người đội y thấy thế thì kinh hoàng, vội càng tiến lên đỡ bà ta. ta phải gặp chiết liễu, bây giờ, ngay lập tức dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải gặp được nàng ta sau khi cơn nóng giận trong lòng nguôi ngoai một chút bà ta đã đưa ra một quyết định bốc đồng duy nhất trong đời đám người đổ y khổ sở khuyên nhủ bà ta nhưng không được cuối cùng chỉ đành bắt tay vào làm lúc này phương nghi đang nghe chết liễu kể lại chuyện bà lão đi tìm cháu gái ngày hôm ấy một cách tỉ mỉ kỹ càng không sót một chữ nào khuôn mặt vốn đang trắng bợt của bà ta không khỏi càng trắng thêm Mặc dù bà ta biết những lời bà lão kia nói chưa hẳn đã đáng tin, nhưng đối phương có thể nói chúng cái tên hứa đinh huyền này cũng đủ khiến bà ta kinh hồn bạt vía. Hứa ra năm đó ngoại trừ hai tỷ muội song sinh hứa đinh huyền và hứa đinh nhược còn sống ra, còn những người khác đã chết sạch cả rồi. Chính bà ta đã đích thân mang người đi kiểm tra thi thể, thế nên sẽ không có sai sót. Đầu óc bà ta rối loạn, trong lòng bất giác sinh lòng nghi ngờ thân thí của hứa đinh nhược. Chủ tử đi thanh, chó săn của triều thị đuổi tới rồi. Bỗng nhiên, có thuộc hạ chạy như bay về phía bà ra, vừa chạy vừa kêu to. Sắc mặt bà ta kịch biến, đám người đổ y lập, tức bảo vệ bà ta chạy vào sâu trong rừng. Đi mau. Đường quân giao vốn đang dõi theo kẻ địch từ xa, đột nhiên nghe thấy từ xa có người kêu to, chủ tử chạy mau, ngay sau đó lại thấy đám phương nghi chạy nhanh về phía mình, nàng lập tức ra lệnh cho hai người hộ về. Mau chặn bọn họ lại, chắc là người của chúng ta đến rồi. chương 80, lừa hắn ta. Hai người này có chút do dự, bởi vì lúc đầu đại nhân đã dặn dò nhiều lần, rằng trách nhiệm hàng đầu của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của cô nương, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đi nhanh lên. Ta có cây roi của mình rồi, còn có ca ca bảo vệ nữa, không sao đâu. Đường quân giao thấy họ không nhúc nhích thì rút cây roi bên người ra ý bảo mình có năng lực tự bảo vệ, xong lại lên tiếng thúc giục. Nghe cô nương đi. Đường Hoài Châu thấy đám người phương nghi càng lúc càng gần bèn ra lệnh đầy quyết đoán. Lúc này hai hộ vệ không còn do dự nữa, cả hai lập tức rút binh khí ra rồi phi thân nghênh đón. Đám người đổ y đang bảo vệ chủ tử cấp tốc rời đi, chợt thấy phía trước có hai người đánh tới, bọn họ cực kỳ sợ hãi, tình cảnh lúc này chẳng khác gì trước có sói sau có hồ. Nhưng việc đến nước này, nàng ta chỉ có thể lấy đoàn kiếm phòng thân ra, cùng những thuộc hạ khắc xít sao bảo vệ phương nghi ở giữa, liều mạc đối phó với kẻ địch đang không ngừng vây bọn họ lại. Hạ thiệu đình phân chia binh sĩ đi tìm tung tích của đường quân giao. Thời gian thấm thoát trôi qua nhưng Thủy Trung không thấy tung tích của người nào hắn vừa gấp vừa sợ chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa truyền lại ngay sau đó lại thấy một binh sĩ của hắn phóng người quay về bẩm báo tướng quân đã phát hiện tung tích của dư nhiệt tiền triều đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh vì sợ đường quân giao rơi vào tay đối phương nên hắn nhanh chóng đưa ra quyết định hắn lập tức rút bảo kiếm ra nhảy vọt vài cái rồi lao về phía phát ra tiếng đánh nhau đám phạm quảng tào thăng cũng lập tức rút kiếm ra đuổi theo sau hắn đường hoài châu là một thư sinh nho nhã yếu đuối đường quân giao cũng chỉ biết chốt công phu mèo cào thế nên cả hai sẽ không biết tự lượng sức mình mà gia nhập vào trận chiến huynh đệ hai người trốn ở sau tảng đá lớn chú ý sát sao tình hình của trận chiến đình ca kìa huynh xem đình ca đến rồi đường quân giao mắt tinh thoáng một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cường tráng ở phía xa nàng kích động kéo cổ tay áo của đường hoài châu không ngừng lắc lắc đường hoài châu cảm thấy nửa tay áo của mình sắp bị con bé kéo xuống rồi vội nói biết rồi biết rồi muội đừng kéo đừng kéo nữa kéo hỏng quần áo của ta rồi đây là đồ mới mà nương vừa làm cho ta đó lần đầu mặc đấy có phải đi gặp tẩu tẩu tương lai đâu mà huynh mặc đồ mới làm gì đường quân giao bận rộn thế nào cũng không quên nói một câu châm chọc hắn. Quân tử hữu Vân, sao? Lời còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng, bục, một bóng người đang lao về nơi ẩn núp của hai người bất ngờ ngã mạnh xuống đất, bụi cuốn mù mịt, hai huynh muội đều bị sặc sụa trong bụi. Sao, vân tử Hữu Vân, quân tử có vẻ đẹp phóng khoáng tươi đẹp. Khô khổ khổ. Át xì át xì át xì. Đường Hoài Châu ăn bụi đầy miệng, tình hình của đường quân giao cũng không khá hơn hắn là bao. Ban đầu còn là một tiểu công tử sạch sẽ và cực kỳ tuấn tú, lúc này khuôn mặt lại đầy bụi nhìn trông vô cùng khôi hài. Hai người chỉ mải chú ý tới vẻ nhếch nhác trên người, lại không nghĩ tới mình đã bị lộ. Đồ y đang kéo Phương Nghi tới bên này trốn, vừa thấy sự xuất hiện của hai người thì lập tức hét to. Giết bọn chúng. Toi rồi, chạy. Đường Hoài Châu là người đầu tiên kịp thời phản ứng, hắn kéo tay muội muội ba chân bốn cẳng chạy như điên. Lúc đầu, đường quân dao bị hắn kéo thì loạn trọng một cái, nhưng ngay sau đó đã xài bước thật nhanh để theo kịp bước chân của hắn. Ca, thế này chẳng giống tiểu thuyết chút nào. Nàng vừa chạy vừa kêu to. Không giống cái gì. Đường Hoài Châu đang đón gió chạy băng băng, nghe vậy cũng hỏi thật to. Lúc này không phải huynh nên anh dũng đứng ra đại chiến 300 hiệp với kẻ dịch, chém chúng từng đao để bảo vệ muội muội yếu đuối này sao? Đường quân giao tiện tay lau mặt, kêu lên càng to. Muội tưởng ta ngốc hả? Ta không biết võ công, không chạy để ở lại làm bia bắn sao? Đường hoài châu cao giọng kêu lớn hơn. Tại sao huynh không học võ công thế? Chao ôi, chạy đến nỗi chân muội sắp gãy rồi. Có cha gì thì sẽ có hy từ đó cha chúng ta đi lính toàn bị người ta khinh thường vì xương cốt mềm yếu, thế nên ta sinh ra cũng không mạnh hơn là bao. Ca, chúng ta chạy sai hướng rồi. Vốn bọn họ muốn chạy trốn sang bên này, chúng ta cũng chạy bên này há chẳng phải. Đúng lúc cùng đường với bọn họ sao? Chúng ta nên chạy về sau, như thế. Có thể tụ hợp với đình ca. Sau một lát, đường quân giao thở hồn hển kêu to. Đường Hoài Châu sực tỉnh, vỗ mạnh lên gáy. Đúng ha. Chạy sai rồi. Thế làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Ôi ôi ôi. Chạy mau lên. Bỗng nhiên truy binh lao tới giết. Đường quân giao sợ đến mức hét lên thất thanh. Trong nháy mắt truyền từ thế bị động thành chu động. Nàng kéo đường Hoài Châu chạy nhanh như tên bắn. Chẳng mấy chốc đã chạy xa vài mét. Truy binh chém một đao vào khoảng không. Cô chạy giỏi thế, sao không làm lính đưa tin đi cho rồi? Tiếng nói của hai huynh muội hòa theo gió truyền tới Hạ Thiệu Đình đang sách kiếm toàn tiến đến hỗ trợ, nghe được lời này xém nữa làm hắn lảo đảo cả người nhưng may vẫn kịp thời ổn định lại cơ thể. Trông thấy Phạm Quảng ở gần huynh muội Đường Thị Nhất đang dẫn Trường Phong Trường Thuận đuổi tới, đánh lui tên nam tử đang đuổi giết hai huynh muội, bấy giờ Hạ Thiệu Đình mới thở phào nhẹ nhõm hắn đổi tay cầm kiếm bức lui một người đang đánh lén từ phía sau, và nghiêng người tránh được một kẻ đang tấn công từ bên trái, ba người lập tức cuốn lấy nhau. Còn Tào Thăng thì mang người truy đuổi đám phương nghi và độ y, lúc này bọn họ đang vung kiếm giao chiến với thủ hạ của các nàng. Hiện giờ, người bên cạnh phương nghi vốn không còn nhiều, hai người có võ công cao nhất đã tiến lên vây đánh hạ thiệu đình, lại phân ra hai người đuổi giết huynh đệ đường thị một nhóm khác thì đối phó với binh sĩ, chỉ có ba người bảo vệ bà ta và Đỗ Y. Ba người này vừa phải bảo vệ hai người không biết võ công là bà ta và Đỗ Y, vừa phải đối phó với đám tào thăng, sau mười mấy hiệp bọn họ đã cảm thấy tương đối hao sức. Đám người phạm quảng đuổi tới hỗ trợ, cuối cùng đường quân giao đã được thở hẳn hoi, nàng kéo đường Hoài Châu né khỏi người của hai bên đang đánh nhau kịch liệt, sau đó lau qua loa mồ hôi trên chán. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thét kinh hoàng của Phương Nghi, tiếng thét này khiến nàng phải dừng lại động tác, sau đó nắm chặt cây roi dài trong tay, chạy đến chỗ Phương Nghi mà không cần suy nghĩ. "Bảo Nha, muội làm gì thế?" Quay lại nhanh. Đường Hoài Châu thấy thế sợ phát khiếp, vội vàng đuổi theo. Hộ vệ bên cạnh Phương Nghi đã chết hai người, người còn lại cũng bị thương, máu tương trên tay chảy đầm đìa nhưng hắn ta vẫn cắn chặt khớp hàm vừa đánh vừa lùi để che chở cho bà ta và đổ y khi đối chiến với hắn ta tào thăng cố tình khoe ra sơ hở thấy thế đối phương thừa dịp hắn nâng đao lên mà bổ tới một đao nào ngờ tào thăng bỗng nhiên đánh ra một trường mạnh mẽ trực tiếp khiến hắn ta phải lùi liên tiếp mấy bước sau đó phun ra một ngụm máu tươi sau lưng lại bị một binh sĩ khác bổ cho một đao lúc sắp sửa ngã xuống Hắn ta vẫn liều chết cắn chặt răng, sau đó dùng hơi thở cuối cùng chém ra một đao rồi nhìn tên binh sĩ bị hắn ta chém trúng cánh tay, cuối cùng không cam lòng mà ngã xuống chết. Thấy người này hùng dũng như vậy, Tào Thăng không khỏi có chút khâm phục hắn ta, nhưng cũng không dám nán lại lâu, hắn lập tức nhặt kiếm đuổi theo chủ tớ Phương Nghi đang thục mạng chạy trốn. Hai người này đều là nữ tử yếu đuối không biết võ công, làm sao có thể chạy vượt hắn? thế nên chẳng mấy chốc đã bị hắn đuổi kịp. Hắn muốn bắt sống hai người này cho nên không hề có ý giết chết mà chỉ sử dụng một vài thủ đoạn khiến bọn họ tách nhau ra, sau đó vung kiếm lên đâm mạnh về phía phương nghi, toàn bức bà ta khoanh tay chịu trói. Đồ y bị bước cách xa chủ tử vài bước, khi thấy kẻ xấu vung kiếm muốn giết chủ tử. Nàng ta lập tức nhào người đến chắn trường kiếm đang đâm vào người Phương Nghi mà không cần nghĩ ngơi chỉ nghe thấy tiếng phụt của lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên ngực nàng ta đau nhói nhưng vẫn cố gắng nắm chặt trường kiếm đang cắm vào ngực mình để không cho tào thăng rút kiếm ra đồng thời nàng ta dùng hết sức gào về phía phương nghi đi nhanh anh nương phương nghi trơ mắt nhìn thanh kiếm đâm trúng người thị nữ trung thành luôn đi theo mình bà ta thống khổ cùng cực nhưng vẫn cắn chặt răng quay người chạy một cách quả quyết nào ngờ bà ta mới chạy được một đoạn trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen thon mảnh sau đó doạt, một tiếng bà ta cảm nhận được một cơn đau nhói trên mặt á à, mặt của ta bà ta cảm thấy má trái đau rát từng cơn da mặt như thể bị xé toạc đưa tay sờ lên chỉ toàn máu tươi thế nhưng không đợi bà ta phản ứng lại đường quân dao đã vung roi dài quật về phía bà ta mắt thấy roi dài sắp quất lên người bà ta nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đồ đen, người nọ ra tay bất ngờ, thoát cây đã túm chặt roi dài của nàng, lại dùng thêm sức, dần dần đoạt được cây roi của nàng. Bảo Nha mau buông tay. Đường Hoài Châu chạy theo thay thế thì kêu lên thất thanh, hắn lao tới ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng xít sao ở trong lòng, dùng lưng của mình để che chắn cho nàng khỏi đòn roi mà người mặc đồ đen sắp quất tới dừng tay. Vốn người mặc đồ đen còn muốn ăn miếng trả miếng để dạy cho đường quân giao một bài học, rồi giải toan vông ra thì lại nghe thấy tiếng quát to của Hạ Thiệu Đình từ cách đó không xa truyền lại. Người nọ biết hắn võ công cao cường nên không dám hiếu chiến, chỉ đành ôm lấy Phương Nghi đang ôm mặt quằn đau đớn, rào mấy bước đã bay xa vài mét. Huyền Thanh, Hòa Thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, sao, các người chạy không thoát đâu bỗng nhiên hắn ta nghe thấy tiếng kêu của nữ tử ở phía sau vang lên bước chân hắn thoáng khựng lại nhưng ngay lập tức điểm nhẹ một cái phi thân nhảy lên tuấn mã đang đợi ở bên cạnh sao có thể hiểu tránh được nhất thời cũng không tránh được sau này tuấn mã hí lên một tràng dài vó ngựa cuộn đầy cát bụi nháy mắt đã mang họ chạy đi không thấy bóng dáng Hạ thiệu đình chưa từ bỏ ý định mà đề khí đuổi theo một đoạn sam nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn bọn họ chạy xa dần, cuối cùng hoàn toàn mất hút. Đường quân giao tránh được một roi trong gang tất, lúc này đang vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của huynh trường, nàng nhìn về hướng người mặc đồ đen vừa biến mất, rồi lại quay người liếc nhìn đồ y vốn đã tất thở từ lâu, nghĩ một lát, nàng rút trường kiếm vừa tra vào vỏ của Phạm Quảng rồi nhanh chóng đấm vào thi thể đồ y, hai tay nâng kiếm nhắm chuẩn trái tim của đối phương mà đâm mạnh vào. Này, cô làm gì thế? Phạm Quảng thấy nàng cầm kiếm đi đâm người chết thì vừa sợ vừa bực. Người chết như đèn tắt, cô có thâm thủ đại hận gì mà lại đối xử với xác chết của nàng ta như thế? Đường quân giao hùng hồn nói. Đây là kỳ nhân đấy, ngộ nhỡ lại chết đi sống lại như lần trước thì sao? Chọc một đau, tốt cho ta, cho ngươi và cho mọi người. Trong nháy mắt, Phạm Quảng nhớ đến chuyện trước đây đổ y giả chết để đào thoát, lập tức không nói được nửa câu. Đường Hoài Châu đang lau mặt, thấy thế lại bụng mặt không dám nhìn. Bảo Nha à, tiểu thư khuê các, muội là tiểu thư khuê các đấy, tiểu thư khuê các. Đường quân giao hầm hừ, vứt trường kiếm trong tay trả lại cho Phạm Quảng, nâng mắt thấy Hạ Thiệu Đình đang đi về phía này nàng lập tức đi tới, nắm lấy cổ tay áo hắn và hỏi chàng có đuổi kịp bọn họ không? Không, ta để bọn họ chạy thoát rồi. Hạ thiệu đình lắc đầu, ngưng một chốc lại hỏi. Bảo nha, nàng làm thế nào mà khẳng định được người mặc đồ đen kia là huyền thanh? Muộn không khẳng định. Muội chỉ người thấy trên người hắn có mùi đàn hương, nên mới thuận miệng lừa hắn vài câu, chỉ có điều phản ứng của hắn đã chứng minh suy đoán của muội không sai, hắn chắc chắn là huyền thanh. Đường quân giao tỏ vẻ vô tội thế mà lại lừa người ta." Hạ Thiệu Đình cạn lời, Tào Thăng theo sau hắn cũng trưng ra vẻ mặt bất lực, thế nhưng hai người Trường Phong Trường Thuận lại bật cười. Lừa người ta cũng lừa chuẩn như thế, trên đời này cũng chỉ có đường tam cô nương thì phải. Chương 81: Bị phạt. Huyền Thanh là ai?" Đường Hoài Châu hỏi một cách khó hiểu. "Chính là vị đạo trưởng khá có tiếng của chùa Triều Vân huyện An Bình đấy." là cái vị mà trước đây khi chúng ta còn ở huyện an bình cứ mỗi lần có chuyện gì là tổ mẫu với mẫu thân sẽ đến tìm ông ta xin bùa bình an ấy đường quân giao giải thích lời vừa dứt nàng đã thấy đường hoài châu đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái đường quân giao lấy làm khó hiểu huynh nhìn muội như thế làm cái gì lúc trước khi chúng ta còn ở huyện an bình bảo nha lúc đó muội mới bao tuổi chứ thế mà muội còn nhớ được rõ ràng như vậy sao Đường Hoài Châu không vui nói. Đường quân giao hiếm khi ngỡ người ra, cuối cùng cũng ngộ ra mình vừa mắc phải một sai lầm ngu dốt, nàng gãi mặt nhưng vẫn cứng mồm nói ngang. Thì chả thế, muội đâu mới tí tuổi đầu mà đã chóng quên giống huynh, những chuyện bé hơn nữa muội cũng có thể nhớ rõ ràng. Đường Hoài Châu thầm thi. Bảo sao từ bé đã thù dài như thế? Hạ thiệu đình bất đắc dĩ nhìn hai huynh muội này, sau đó thấp giọng phân phó tảo thăng mang người đi kiểm tra xem còn có nhân chứng sống nào không. Còn mình thì đi đến chỗ đồ y đang nằm cách đó không xa, xét kỹ một hồi mới xác thực đối phương đã ngừng thở. Ngực trúng kiếm, một kiếm chí mạng, nhưng sau đó lại có thêm một nhát kiếm khác là sao? Hắn ấn nhẹ lên vết thương khác trên ngực đồ y với vẻ khó hiểu và nghi ngờ. Đường quân giao phát hiện ra động tác của hắn, lại nhìn lướt qua vẻ mặt của hắn, nàng lập tức cảm thấy trột ra. Sợ hắn sẽ hỏi người nào đã đâm thêm nhát kiếm thứ hai, nàng vội vàng chuyển rời lực chú ý của hắn. Đình ca, bây giờ đã biết huyền thanh cứu dư nghiệt tiền triều phương. Nghi đi, vậy có phải nên lập tức truy bắt bọn họ không? Còn cả chùa Triều Vân, Thanh Vân đã sống ở chùa đó bao nhiêu năm, nói không chừng rất nhiều chuyện xấu của ông ta đều được tiến hành ở chùa đó, triều đình cũng nên điều tra kỹ lượng một phen. Quả nhiên, Hạ Thiệu Đình không còn để ý đến thi thể của đồ y nữa mà gật đầu nói. Nàng nói có lý, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bệ hạ, đồng thời cũng sẽ xin chỉ lục soát toàn bộ chùa Triều Vân. Muội đi cùng chàng. Đường quân giao vội vã nói. Nàng cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy rốt cuộc bọn phương nghi huyền thanh đã giấu cái gì ở chùa Triều Vân. Đúng rồi, nàng nhớ đến năm đó khi lần đầu tiên mình nhìn thấy huyền thanh, lão đạo kia còn tặng nàng một miếng ngọc bội cũ, cơ mà nó đã bị nàng ném thẳng tay rồi đi, hình như sau đó tổ mẫu đã nhặt nó, hôm nào nàng phải đến chỗ tổ mẫu xin nó về rồi mang cho tái thần tiên xem nó là thứ gì. Không được. Hai nam tử đồng thanh bác bỏ lời nàng. Đường Hoài Châu nói trước. Ta nói cho muội nghe này bảo nha, muội an phận thành thật cho ta một chút, không được chạy loạn chỗ nọ chỗ kia muội là thiên kim tiểu thư, là tiểu thư khuê các, dù có giả vờ cũng phải giả thành bộ dạng mà tiểu thư khuê các nên có. Chùa Triều Vân cách kinh thành quá xa, muội là một cô nương chưa xuất giá nên rất bất tiện, đường đại nhân và đường phu nhân cũng sẽ không yên tâm. Ta đồng ý với nàng, nếu điều tra được cái gì nhất định sẽ không giấu giếm nàng, nàng thấy thế nào? Hạ Thiệu Đình kiên nhẫn nói đường quân giao không phục, nhưng cũng biết rằng chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý, nên nàng chỉ đành tức giận lườm nguyết bọn họ, mà không hề phản bác lại điều gì. Kể các huynh có đồng ý hay không, dù sao muội nhất định sẽ nghĩ cách đi theo. Nàng nghĩ thầm. Huyền Thanh là một trong những kẻ đầu sỏ khiến đời trước nàng phải chia lìa tình thân, cốt nhục làm hại lẫn nhau, nàng nhất định phải đích thân đi cha đến cùng. Đương nhiên, nàng khăng khăng làm vậy không chỉ vì bản thân mà còn vì môn vũ nàng hy vọng có cơ hội để điều tra rõ thân thế lai lịch của môn vũ dù sao cũng phải để nàng ta là một con quỷ rõ ràng mà những điều này nàng đều không sao nói rõ với hai người trước mặt được ta nói cho muội hay muội đừng có nghĩ đến chuyện ngày sau trộm đi nữa việc cấp bách trước mắt chính là nghĩ xem lúc về nên ăn nói với nương thế nào nhìn cái bộ dạng nhếch nhác người đầy bụi đất của muội đi, ôi chao, đến cả quần áo cũng bị xước đến rách cả da, lỡ như để nương nhìn thấy muội thế này, ta xem muội có thể làm được gì. Đường Hoài Châu làm sao không biết tâm tư của nàng, nghiêm mặt giáo huấn. Đường Quân Dao cúi đầu nhìn quần áo, đúng là bẩn thật, trên cổ tay áo quả thực có vài vết xước đến rách cả da. Nàng lấy khăn tay ra lau mặt, nhìn xem, Chiếc khăn tay ban đầu trắng tinh cũng trở nên bẩn vô cùng, đủ thấy mặt nàng có bao nhiêu bẩn. Nàng lập tức kêu lên một tiếng, nhất là khi nàng trông thấy bên môi Hạ Thiệu Đình thấp thoáng ý cười, nó khiến nàng càng thêm ảo não. Cho nên vừa nãy nàng cứ nhìn vác cái khuôn mặt mèo hoa này lắc lư trước mắt Đình Ca sao? Trên người nàng có bị thương không? Hạ Thiệu Đình lo lắng hỏi. Không hề bị thương. Nàng vừa lắc đầu vừa khoát tay. Hạ Thiệu Đình không yên tâm nên nhìn kỹ một lượt, thấy nàng thật sự không giống bị thương, lúc này mới yên tâm hơn. Lần sau nàng không được lỗ mạng như vậy nữa, Châu Ca nói đúng đấy, muội là cô nương chưa xuất giá, là tiểu thư khuê các, những chuyện nguy hiểm thế này tự có người phải làm, muội không cần lo lắng bận tâm. Nghĩ đến việc cô nương to gan lớn mật này lập bẫy dụ rắn ra khỏi hang, Hạ Thiệu Đình không khỏi đau đầu. Trong lòng đường quân giao không phục, nếu không phải chuyện liên quan đến mình nàng còn lâu mới nhọc cái phần tâm này, nàng cũng không phải dành đến nỗi không có chuyện gì làm. Xong, nàng biết dù mình có làm thế nào cũng không xoay chuyển được ý nghĩ của hai người này, cho nên nàng không giải thích gì nhiều, dù sao bất kể thế nào, nàng nhất định phải giải quyết đám người phương nghi. Hôm nay giết đổ y, quất phương nghi một roi, nhưng đó chẳng qua chỉ là nàng đang đòi lại số lãi mà các nàng đã nợ mình ở đời trước căn bản vẫn không đủ để bù đắp cho những tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Được rồi, được rồi, cũng không còn sớm sủa gì nữa, chúng ta còn không quay về thì thật sự không biết nên ăn nói thế nào với cha nương đâu. Đường Hoài Châu nhìn sắp trời, không ngừng hối thúc. Hạ Thiệu Đình gật đầu, hắn cũng phải nhanh chóng bẩn báo chuyện này cho bệ hạ, sau đó đến huyện An Bình một chuyến để lục soát toàn bộ chùa Triều Vân, xem có phát hiện gì mới không sợ về muộn không tiện ăn nói, vì thế hai huynh muội đường thị thu dọn qua loa một chút rồi vội vàng lên ngựa vi phù. Khi xe ngựa vừa lăn bánh, đường quân giao không quên ló đầu ra ngoài cửa xe căn dặn hạ thiệu đình. Đình ca, khi nào huynh đi huyện An Bình nhất định phải nói trước với muội nha. Nếu không, đến lúc đó muội lén đi theo chàng chẳng phải sẽ càng thêm lo lắng sao. Giọng nói lanh lành của cô nương ra đi xa dần, hạ thiệu đình không biết làm sao đành xoa chán còn phạm quảng thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc tướng quân nàng ta làm vậy có tính là uy hiếp không còn không phải uy hiếp sao rõ ràng nàng biết mình sẽ lo lắng hắn thở dài cảm thấy hết cách với cô nương bướng bỉnh này với tính cách của nàng nếu đã khăng khăng đòi đi e rằng ai cũng không măn nổi nàng đại vũ trị thủy chắn không bằng khai sao Chi bằng tìm một lý do thích hợp để lấy được sự đồng ý của đường đại nhân và đường phu nhân, sau đó quang minh chính đại đưa nàng đi. Để nàng lén chuồn đi chỉ càng khiến người ta không yên lòng. Sao, đại vũ trị thủy, một câu chuyện ngụ môn của ti kiêu kể về công lao và công hiến to lớn của vô đại vũ trong việc trị thủy. Sao, chắn không bằng khai, lúc trị thủy một mực chắn khiến không bằng khai thông hợp lý. Y anh muốn nói là hay thay vì ngăn cản thì thuận theo nàng để dễ bề coi sóc. Đường Bảo Nha, ta muốn cho muội hay, sau này muội quy củ cho ta, không được phép tùy tiện chuồn ra ngoài nữa. Nếu muội không nghe lời, lại dùng chiêu đi gặp ngũ công chúa rồi chạy loạn, ta sẽ nói với mẫu thân, xem muội làm thế nào. Trên đường về phủ, đường Hoài Châu lải nhải cảnh cáo. Chuyện hôm nay đã khiến hắn thật sự bị dọa sợ mấy lần suýt nữa còn đi tông cả cái mạng nhỏ này. Mặc dù cuối cùng chỉ bị hoảng sợ chứ không gặp nguy hiểm nhưng vừa nghĩ đến việc muội muội nhà mình không biết đã chọc phải lọ ai người này khi lúc nào khiến hắn kinh hồn bạt vía. Đường quân giao lầm bẩm một lúc lâu sau mới ngoan cố nói. Huynh muốn nói thế nào thì nói, dù sao muội nhất định phải đến huyện An Bình chứ này. Nói xong, nàng lại nằm bò ra cửa xe, cười hi hi với đường hoài châu đang cưỡi ngựa bảo hộ ở bên ngoài ca ca thay vì ở đây cảnh cáo muội chi bằng huynh nghĩ cách giúp muội đi phải làm thế nào mới có thể làm cho cha nương đồng ý cho muội đi chuyến này huynh biết tính muội mà nếu muội đã quyết trí phải đi ai nói cái gì cũng vô dụng muội đường hoài châu tức giận trợn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng ghét của nàng hắn dứt khoát quay mặt đi để mắt không thấy tim không phiền đường quân giao che miệng cười vui sướng nàng biết hắn đã nghe lọt tai lời nàng nói phía chân trời dáng chiều đỏ rực như lửa sau khi xe ngựa đổ trước cổng đường phủ đường hoài châu cũng xoay người xuống ngựa đường quân giao thì nhanh nhẹn nhảy xuống xe hai người lẻn vào phủ dưới sự phối hợp của lam thuần ca ca muội thấy bây giờ còn sớm chắc cha chưa về đâu nhỉ huynh cứ lo lắng cơ muội thấy cho dù huynh đến phòng muội uống vài chén thì cha cũng chưa chắc đã về. Thấy trong nhà vẫn như ban sáng lúc nàng rời đi, đường quân dao nhẹ nhàng thở ra, đắc chí nói. Đường hoài châu hư một tiếng. Nếu không phải vì muội thì ta đâu đến nỗi về nhà của mình như một kẻ trộm. Ngay sau đó, hắn hướng nàng khoát tay với vẻ ghét bỏ. Đi nhanh đi nhanh, quay về đổi lại quần áo của muội đi, để cha nương đỡ phải nhìn thấy gấp cái gì? hay là vào phòng uống hai chén đá? bỗng nhiên một giọng nói thuần hậu từ trong phòng vang lên. sau đó cửa phòng được mở ra từ bên trong. hai huynh muội vô thức nhìn sang thì trông thấy đường tùng niên và nguyễn thị đang ngồi bên trong nhìn bọn họ. cha, nương. hai huynh muội đồng thanh gọi rồi nhanh chóng nhìn nhau. sau đó nhìn về phía đường tùng niên đang cười nhạt và nguyễn thị đang tỏ ra không hài lòng sau cùng cả hai chỉ đành kéo lê đôi chân như nặng nghìn cân mà bước vào phòng. Đúng lúc hôm nay trong phủ có trà mới, chi bằng ta sai người pha ấm khác để hai huynh muội các con cùng uống nhé, thuận tiện thảo luận lý do lý chấu một phen, xem làm thế nào mới có thể lừa được ta. Giọng nói của đường tùng niên tương đối dịu êm, thậm chí còn có lòng đưa ra đề nghị. Ra đầu đường Hoài Châu tê dần, nửa câu cũng không dám nói còn hứa quân giao thì nhanh chóng im lặng nở nụ cười tươi tiến đến trước mặt ông phụ thân anh minh uy phong của con chính là người thông minh nhất trên cả nhất thiên hà bọn con làm sao dám lừa gạt người chứ thằng nhóc bẩn thỉu này ở đâu ra đi ra mau nào biết đường tùng niên lấy bàn tay làm quạt phẩy phẩy ở chóp mũi tỏ vẻ ghét bỏ đường quân giao lập tức thôi cười nhìn ông với ánh mắt tủi thân Thế mà bị ghét bỏ rồi. Cha, nương, con sai rồi, con không nên dẫn muội muội đi lung tung. Đường Hoài Châu dứt khoát nhận lỗi, thái độ muốn bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn. Nhưng Đường Bách Niên không trúng bẫy này của hắn, ông phẩy nhẹ y bào, thản nhiên nói. Nếu đã phạm sai đương nhiên phải chịu phạt, hai con ra hiên đứng đi, khi nào ta cảm thấy được thì khi đó mới được tiến vào. Hừ lại phạt đứng đường quân giao trợn mắt nhìn cha con lớn rồi phạt đứng ngượng lắm vẻ mặt của đường hoài châu cứng lại nhỏ giọng đưa ra đề nghị với vẻ oan ức mặc dù đường quân giao không nói nhưng nàng lại liên tục gật đầu hoàn toàn tán thành với lời này của huynh trường cũng không phải trẻ con nữa phạt đứng xấu hổ biết bao nếu lớn rồi thì sẽ không mắc phải những sai lầm như này nữa được rồi không cần nói nhiều, đi đứng mau. Đường Tùng Niên nghiêm mặt, không chừa đường lui. Hai huynh muội nhìn nhau một cái, rốt cuộc vẫn trột giả, biết lần này khó có thể dễ dàng thoát tội, thay vì cò kè mặc cả chọc ông nổi giận, chẳng bằng ngoan ngoãn nghe lời còn hơn. Nghĩ rõ điều này, hai người đồng thời thở dài, cúi gằm đầu đi chậm chậm ra ngoài. Hai đứa con này, sao lại làm người ta lo lắng như thế? nguyễn thị không biết làm sao đành lắc đầu đường tùng niên trình lại vạt áo lỗ tai dựng thẳng lên nghe hai huynh muội nói chuyện ở bên ngoài muội ngửa đầu làm cái gì cổ sẽ không mỏi sao là giọng nói khó hiểu của đường hoài châu muội nhìn trời huynh xem bầu trời đỏ rực trông đẹp biết bao muội muốn xem khi nào thì nó sẽ biến thành màu tím đợi khi nó biến thành màu tím không đâu cha và nương sẽ không giận nữa đường quân giao trịnh trọng trả lời ta tin muội cái quỷ nha đầu muội thật sự xấu xa lại nói nhảm đường hoài châu khẽ hư một tiếng vừa mới dứt lời hắn đã nhìn thấy vãn cầm từ bên ngoài bước vào vì thế vội vàng bắt chước điệu bộ của muội muội chắp tay sau lưng ngừng đầu vơ nhìn chơi chao ôi bảo nha nhìn kìa bầu trời đỏ rực đẹp đẽ biết bao nói không chừng lát nữa sẽ biến thành màu tím đấy trong phòng đường tùng niên nghe vậy không khỏi giặc nước bọt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn